Hello, xin chào 500 anh em, chào mừng 500 anh em đã đến với kênh tiếp theo của Điện Thông Minh. Trong video ngày hôm nay thì cũng như là cái những cái chủ đề lần trước thì mình sẽ nói về chủ đề các lỗi về dòng camera UC. Như anh em biết thì dòng camera UC là một dòng camera giá rẻ, giá thành khá là ok và nó cũng thường hay có rất là nhiều cái lỗi vặt. Và như anh em biết, nếu như mà chúng ta mà chỉ cần chữa được những cái lỗi đó thì chúng ta đã sở hữu một dòng camera giá rẻ mà chất lượng cũng khá là ok. Là cái điều thứ nhất là anh Điệp ha. Cái điều thứ hai là anh em sẽ trở thành một dân pro về dòng camera hơn, ok chưa? Thì hôm nay mình sẽ đọc lại một số comment của những cái video lần trước mà các bạn comment xuống dưới hỏi về lỗi và mình sẽ chỉ cho các bạn từng bước ha. Lỗi đầu tiên mà một số anh em chia sẻ rằng á là Thành ơi, cái camera UC á, nếu như mà chúng ta mà reset không được ha, thì có cách nào để reset được hay không? Thì cái lỗi này á là mình cũng đã có gặp phải rồi. Đó chính là anh em gỡ cái thẻ nhớ ra nha. Cái thẻ nhớ của con camera đó thì chúng ta sẽ bắt buộc gỡ ra. Vậy thì gỡ như thế nào mình sẽ hướng dẫn anh em luôn ha. Thẻ nhớ của con camera của chúng ta ở đây, chúng ta gỡ nó ra ha. Và đối với những cái dòng ngoài trời như thế này đó thì anh em hoàn toàn có thể gỡ thẻ nhớ nó ở trong đây đó. Thì việc mà chúng ta gỡ cái thẻ nhớ ra để chúng ta lấy cái thẻ nhớ ra, thường á là mấy con camera UC này anh em phải hiểu á là thẻ nhớ nó bị lỗi á là nó ảnh hưởng tới phần mềm bên trong luôn, là phần mềm của anh em không thể nào mà chỉnh sửa gì được ở trong đó, nó lúc nào cũng báo về cái lỗi ngoại tuyến vân vân. Là cái thứ nhất nhá. Cái thứ hai là nó sẽ không cho anh em reset luôn, cho nên anh em phải gỡ cái thẻ nhớ ra rồi anh em reset ha. Cái này á mình sẽ gọi là phân vùng lỗi. Phân vùng lỗi là sao? Là có nghĩa anh em cần phải xác định coi là lỗi này lỗi do con camera của chúng ta hay lỗi do thẻ nhớ. Đa phần á khi mà rút thẻ nhớ ra là mình đều reset được hết, thì lỗi lúc này là lỗi do thẻ nhớ. Và khi mà là lỗi do thẻ nhớ đó thì anh em chỉ cần mua cho mình một cái đồ đọc thẻ, hoặc là anh em gửi lên cái chỗ mà người bán cho anh em á, thí dụ như là cái này ha. Anh em sẽ ghim thẻ nhớ vào trong đây. Đây, đây là ba cái thẻ nhớ mà bị lỗi đây. Đó, của anh Minh. Đó, lỗi thẻ nhớ là lỗi hết sức bình thường anh em ạ. Nó không phải là hoàn hảo 100% đâu, giống như mình đi lắp đặt camera vậy. Thường là camera nó rất là khó bị lỗi, nhưng mà lại bị lỗi thẻ nhớ. Lỗi thẻ nhớ thường nó sẽ bị trong vòng 1 cho tới 7 ngày. Chỉ cần sau 7 ngày thôi mà không bị trục trặc gì nữa thì anh em có thể xài xuyên suốt được 1 năm tới 2 năm luôn. Anh em nên chú ý điều này ha. Để mà chúng ta chữa được cái lỗi thẻ nhớ đó thì anh em lấy cái lỗi thẻ nhớ đó ra, anh em ghim vào trong đây được chưa? Thì anh em ghim vào trong đây, rồi sau đó chúng ta sẽ gọi là fix lỗi từ từ. Đó, giống như là như thế này đây, fix lỗi vào đây, chúng ta sẽ cắm vào máy tính, rồi chúng ta sẽ chọn vào phần format. Ok chưa? Format là như thế nào thì anh em xem như sau đây ha. Đấy, anh em sẽ vào phần này, anh em sẽ vào chọn vào phần disk PC. Thí dụ như là đây là ổ cứng trống đi, anh em cứ coi như là thẻ nhớ, anh em bấm vào đây, anh em chọn vào cái chữ format ở đây. Rồi nó ở đây nó có phần quick format, nhưng mà anh em không được bấm từ quick format nha. Anh em tắt cái quick format này cho Thành và anh em bấm start. Quá trình này sẽ dẫn tới 30 phút ha. Và nó hên xui nếu như mà thẻ nhớ anh em mà nó mà format thành công ấy mà nó không bị trục trặc gì thì anh em có thể sử dụng lại bình thường. Ok, anh em cần phải test vô cho cái máy tính của anh em nữa để anh em xem coi là cái con camera của anh em nó có đọc được cái thẻ nhớ nữa hay không. Thì khi mà anh em gắn vô trong thẻ nhớ của con camera nó đọc một thời gian mà không bị nữa thì là hết nha anh em ạ. Yo, what's up anh em, thấy mặt tôi đẹp trai chưa? Anh em biết không, trong quá trình đi làm cái YouTube này là tôi cần phải đo sáng đủ thứ, rất là vất vả. Hy vọng rằng video này sẽ được nhiều sự ủng hộ của anh em. Ok, chúng ta sẽ nói về cái chủ đề số thứ hai mà anh em đặt qua cho mình, đó chính là lỗi kết nối được chia là sao ạ? Với cái lỗi kết nối và được chia là sao ạ? Thì cái lỗi này mình chưa biết nó là lỗi gì, nhưng mà mình thì mình có gặp ra một cái lỗi như thế này. Đó chính là anh em kết nối của camera của anh em một cách rất là bình thường luôn, đó chính là con camera UC nha. Nhưng mà một thời gian sau nó ghi là lỗi ngoại tuyến, lỗi kết nối vân vân, là nó không kết nối được ha. Cái lỗi này á là gọi là lỗi chung IP tính. Lỗi này nó rất là khó để mà chữa được, tại vì cái lỗi này á là anh em cần phải rành về router, phải vào router VNBT, FPT và VN Viettel, rồi sau đó anh em lấy cái địa chỉ MAC của con UC đó ẹt vào bên trong router, rồi từ cái địa chỉ MAC của con UC anh em chuyển sang một dãy IP tính của trong cái router đó, anh em đẩy lên cao để nó không bị trùng IP nữa. Nhưng đối với cái lỗi này thì tất cả những người mà mua camera từ trên Shopee đa phần sẽ không làm được, tại vì lỗi này là gọi là lỗi nâng cao, gọi là cài đặt nâng cao của các thợ. Cho nên lỗi này mà không chỉ anh em được, tại vì chỉ nó rất là khó làm. Cho nên mình vẫn có một cái cách thứ hai, đó chính là anh em hãy mua một cái cục repeater. Ví dụ như là cục repeater này hoặc là vài cục repeater khác ha. Anh em mua cục repeater xong rồi đó, anh em sẽ lấy con cục repeater tạo ra cái phần sóng, đó chính là nó sẽ kích sóng từ cái cục router của anh em, nó tạo ra một cái sóng test khác. Thì anh em có thể lấy cái sóng đó kiểu như là sóng dành riêng cho camera,
rồi anh em lấy con camera của anh em kết nối vô trong cái cục repeater đó thì nó sẽ không xảy ra cái tình trạng như là trùng IP tính ha. Cái cách thức này nó giống như là thay vì là cái con camera của anh em nó làm việc trực tiếp với router thì nó làm việc qua cái cục router. Nó nhầm. Thay vì cái con camera của anh em nó làm việc trực tiếp với router thì nó sẽ làm việc với cục repeater. Tại vì cái cục router của anh em là bên trong đó là có một số anh em người ta cài cái chức năng đó chính là reset IP, cứ tầm 3 giờ hoặc là 3 ngày họ sẽ reset IP một lần. Thì cái đó vào trong router người ta cài thôi. Nhưng mà rất là khó chỉ. Hoặc là cái thứ hai là sắp xếp lại IP. Rồi nó có rất là nhiều chức năng ở trong cái cục router nữa mà mốt mình sẽ chia sẻ sau, giống như là tự động tắt này, tự động mở này, rồi reset IP này, rồi nó nhiều trong đó lắm. Thì nếu như mà cái cục wifi của chúng ta mà cài đặt nhiều quá mà chúng ta không biết vào á, thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng một cục repeater để kích cái hàng đó ra, lấy cái sóng đó cho camera này vào nha anh em ạ. Thì nó sẽ khắc phục lỗi hơn. Thì đương nhiên rồi, cục repeater thì anh em có thể mua ở bất cứ nơi nào cũng được, hoặc là có thể mua bên mình, hoặc là mua ở nơi đâu ha. Để mà vào router á, thì mình chỉ cho anh em sơ sơ thôi ha. Nếu như mà anh em rảnh thì có thể lên trên mạng để mà tìm hiểu thêm. Đó chính là chúng ta cần phải kết nối. Đó chính là anh em sẽ cần phải lấy máy tính của anh em ra ha. Anh em bấm vô 192.168.1.1 ha. Đây là cái địa chỉ IP của cái router của anh em á. Anh em bấm vào ha. Ví dụ như ở đây là Viettel của mình thì mình sẽ nhập password vào đây để vào trong router để cài địa chỉ MAC. Thì đối với cái này á, là mình cũng như là đã rành rồi thì mình làm cũng khá là dễ, nhưng mà quan trọng là anh em thôi. Mình không có vào trong đây chuyên sâu nhiều ha. Mình chỉ nói sơ sơ là như vậy, mốt có thời gian rảnh thì mình sẽ làm video về nó ha. Vậy là mình cũng như là đã giúp cho các bạn về hai cái lỗi để chúng ta có thể khắc phục ha. Đó chính là lỗi về cái gì? Lỗi về reset camera UC không được, và một cái lỗi thứ hai đó chính là lỗi về IP tính. Hy vọng rằng video của ngày hôm nay sẽ giúp đỡ được gì cho anh chị em, và anh chị em nhớ đấm một nút like, subscribe ủng hộ trong những video lần trước nhé. Ngoài ra anh chị em nhớ, nếu mà thích coi những video giật short thì nhớ ủng hộ mình đăng ký nha. Tại vì kênh này là mình sẽ cố gắng làm video short và một cái video dài để giải đáp cho anh chị em. Cứ nhiệt tình comment tất cả mọi thứ của anh chị em vào dưới cái phần dưới đây nè, mình biết được, mình chia sẻ, mình hướng dẫn anh chị em luôn, cam kết. Nhưng mà có nhiều cái mà mình không biết được thì hoặc là mình chỉ sai, anh chị em cũng đừng chửi mình ha. Tại vì nói chung là trong cái quá trình làm YouTube này nè, mình có chia sẻ rất là nhiều chủ đề ha, và đôi khi sai thì mình vẫn là nhận, nhưng mà mình không nhận được cái giải pháp mà mình chỉ nhận được sự chửi rủa, và mình rất là buồn. Thật sự ra là làm nội dung content này mình cũng chả muốn kiếm view hay kiếm gì của từ anh chị em cả. Mình chỉ muốn giải quyết được vấn đề của anh chị em. Nếu mà giải quyết được thì anh chị em có thể mua sản phẩm cho bên mình cũng được, hoặc không mua, hoặc là mua ở nơi khác cũng được. Cho nên mình rất là mong anh chị em hãy comment ở dưới đây này, mình tìm ra được giải pháp này rồi mình giải quyết cho anh chị em ha. Mình chỉ muốn như vậy thôi. Hãy nhớ bấm nút like, subscribe kế bên ủng hộ cho những hành trình tiếp theo của bên Điện Tông Bên nhé. Và hy vọng rằng tất cả những cái video ngồi đây hướng dẫn chia sẻ cho anh chị em đã giải quyết một cách thỏa đáng. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em trong những video lần sau. Bye bye.